Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ. Hẳn rằng nếu như anh em đã biết ra thì vào tuần trước Mobile Legends đã đưa ra một bản cập nhật với rất nhiều nội dung cũng như là tính năng mới về dây này, về việc xóa đồ đi rừng, xóa mặt nạ đào đường ở trong máy chủ thử nghiệm, đúng không ạ? Nếu chưa thì anh em hãy tìm video clip của cái thumbnail là như thế này để mà xem nhá. Và cho tới ngày hôm nay, dựa trên những cái thay đổi đó thì Moonton họ lại tiếp tục cập nhật thêm khá những cái nội dung mới có trong máy chủ thử nghiệm mà Mỡ nghĩ rằng là cần phải làm video clip này cho anh em xem, để mà khi chính thức ra mặt ở máy chủ chính thức ý, thì anh em không quá là bị bỡ ngỡ và chúng ta sẽ sẵn sàng cho một cái meta mới sắp cập bến Mobile Legends trong thời gian tới. Rồi, ok là chưa ạ? Vậy thì những cái nội dung mới này nó sẽ là như thế nào? Hãy cùng đến với những cái thông tin đầu tiên anh em nhé. Thì đầu tiên thì ngay đầu ở cái thông tin cập nhật ý, thì Moonton cũng có chia sẻ ở trong cái bản cập nhật này, đó là họ nói rất rõ là những cái thay đổi này đều dựa trên những cái phản hồi của người chơi ở trong máy chủ thử nghiệm, cũng như là họ đã quan sát những cái dữ liệu online trả về của người chơi trên toàn thế giới để tạo ra những cái thay đổi trên. Và Moonton nhận thấy là đại khái họ đánh giá khá cao về những cái thay đổi như là bỏ đồ đi rừng, bỏ đồ đảo đường và nhập hết chúng lại thành những cái đôi giày mà họ đã làm. Họ cũng thấy rằng vị trí đi rừng bây giờ đang quá là dễ dàng đi, với việc hầu như không có sự thiếu hụt về mana hay là máu đối với cái vị trí này. Cho nên họ sẽ có những điều chỉnh cụ thể trong phiên bản này với những thông số cụ thể. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ đến với điều chỉnh về sức mạnh tướng cái đã nhé. Thì theo như thông tin mà Moonton nói với chúng ta, Rafaela trong thời gian tới sẽ bị giảm sức mạnh. Tỷ lệ thắng của cái vị tướng này được đánh giá là tăng mạnh về giai đoạn late game với độ hiệu quả cực cao đến từ bộ kỹ năng. Điều này khiến cho Rafaela từng có thời điểm lọt vào top 3 tướng phổ biến nhất trong các trận đấu đẳng cấp cao anh em ạ. Do đó, Moonton quyết định giảm nhẹ sức mạnh về khả năng hồi máu của Rafaela. Điều mà nếu như mà anh em muốn cần ở một cái vị tướng hồi máu nhiều ý, thì anh em có thể chơi Estes. Theo đó này, chiêu 2 của Rafaela sẽ giảm hồi máu lên mục tiêu yếu máu nhất là từ 370, 570 xuống chỉ còn là 250 và 450. Tăng nhẹ khả năng hồi máu lên các vị tướng khác từ 90, 110 thành 100 cũng như là 150. Chiêu cuối của Rafaela sẽ tối ưu hóa hiệu ứng hình ảnh đúng so với thực tế. Đấy là Moonton nghĩ thế, chứ Mỡ thấy là trong giải đấu với rank cao ở Việt Nam đâu có nhiều Rafaela được sử dụng Dota. Chắc là do dùng nhiều ở nước ngoài anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với một cái tin buồn dành cho một cái vị tướng sắp có skin legend vào 3 giờ chiều ngày hôm nay, 23 tháng 4 năm 2021. Đó là xạ thủ Granger anh em ạ. Xạ thủ này sẽ có skin legend vào 3 giờ chiều ngày hôm nay thì sẽ bị giảm sức mạnh ở giai đoạn đầu game trong thời gian dự kiến sắp tới. Cụ thể là chiêu 1 của Granger sẽ bị giảm đi 10 đam, từ 45, 195 xuống còn 35 và 185. Mấy tin buồn hơi nhỏ dành cho một cái vị tướng sắp có skin legend anh em ạ. Rồi, đấu sĩ Phobius, một trong những cái chất tướng đấu sĩ phép mới đang có trong máy chủ thử nghiệm, đã được Moonton điều chỉnh một số cái thông số về kỹ năng cũng như là chiêu cuối để mang tính chất cân bằng hơn, đến từ khả năng tạo giáp ảo cho chiêu cuối của cái vị tướng này. Những cái thông số này thì Mỡ sẽ không đi sâu vào chi tiết và Mỡ sẽ làm cái video clip riêng, bởi vì cái vị tướng này còn bị chỉnh sửa nhiều lắm anh em ạ. Thà là chúng ta nói về nó khi bộ kỹ năng đã chốt và Mỡ sẽ có một cái video clip chi tiết, nó sẽ ok hơn. Đối với đấu sĩ Ben, Moonton cho rằng Ben đang khá là bá đạo với cái sát thương phép của mình, cho nên Moonton sẽ điều chỉnh lại cái vị tướng này để cho cân bằng hơn. Cụ thể là họ sẽ tăng sát thương vật lý tăng trưởng từ 7.9 thành 10.9. Rồi thì họ giảm sát thương tối đa ở chiêu 2 của Ben đi từ 200% xuống chỉ còn là 175% mà thôi. Nhưng Mỡ nói thật với anh em chứ, Mỡ không thấy cái điều chỉnh này nó cân bằng ở chỗ nào anh em ạ. Tăng đòn đánh tay lên rồi giảm đam đến từ chiêu 2. Nó hơi vô lý đối với một cái con tướng đấu sĩ mà chuyên gọi là gây sát thương phép anh em nhỉ. Nó bị vô lý kiểu gì anh em. Mà nói thật với anh em ý là có thể là Moonton thấy cái con bên này nó bá, nhưng mà chắc chỉ bá ở rank siêu cao hoặc là với lết hẳn. Chứ nói thật với anh em, tầm rank Mỡ chơi ý, khoảng tầm thần thoại 3 đổ xuống, Mỡ chẳng thấy bên là hot pick đâu anh em ạ. Mà thật sự với anh em, gặp con bên phép Mỡ cũng còn chẳng sợ, Mỡ còn vui, giống như kiểu gặp Hanabi anh em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thông tin quan trọng không kém về gameplay của trò chơi. Đầu tiên sẽ là cách tính hút máu phép, tức là spell vam, đó là bằng tiếng Anh. Cụ thể sẽ là như sau. tất cả các hiệu ứng hút máu phép lên quái rừng hoặc lính ngoài lane sẽ bị giảm xuống 50%. Điều này theo như Mỡ hiểu ý, tức là khả năng hồi phục kiểu như là Alpha hay là những cái vị tướng hút máu khác khi mà gây sát thương lên quái rừng hoặc là lính ý, sẽ chậm hơn và bớt bá đạo hơn khi mà thi triển lên tướng địch. Đó. Còn thì tướng địch cũng như là các mục tiêu lớn thì sẽ được giữ nguyên. Đó, còn khả năng gọi là hồi phục cũng như là hút máu lên lính cũng như quái rừng sẽ bị giảm chỉ còn 50% mà thôi. Cái thứ hai đó là cái điều kiện để tích stack cộng dồn khi mà anh em đã cầm trong mình, đó là cái phép bổ trợ trừng phạt. Nó đã bị giảm anh em ạ. Cụ thể đây, đó là từ trước đến giờ anh em sẽ cần phải farm hoặc là hạ cục 15 con quái rừng để tích 15 stack cộng dồn là tối đa, đúng không ạ? Nhưng bây giờ anh em sẽ phải hạ gục lên tới 20 con quái rừng để mà tích tổng cộng đó là 20 stack cộng dồn tối đa anh em ạ. Thứ tư, đó là khả năng giảm sát thương từ quái rừng lên người chơi có cầm phép trừng phạt sẽ tăng mạnh. Tức là cái khả năng kháng đam của quái rừng sẽ là tăng từ 25% lên thành 50%. Và thứ năm, cũng như là cuối cùng, tốc độ di chuyển và tấn công đến từ các đôi giày đảo đường cổ động giờ sẽ bị giảm đi 15%, từ 25% giảm xuống chỉ còn đó là 10% mà thôi. Với những điều chỉnh này thì Moonton họ nhận thấy có một số thông tin về trang bị mà người chơi có thể hiểu chưa chính xác, cho nên họ sẽ thông báo rõ ràng để khiến cho người chơi tránh nhầm lẫn. Cụ thể sẽ là như sau. Đầu tiên, nếu người chơi đã lỡ mua bất kỳ đôi giày cấp cao nào ở cái phiên bản mới rồi thì người chơi hoàn toàn có thể bán đi và mua lại những cái đôi khác, lựa chọn kỹ năng khác như là trừng phạt băng xuyên, trừng phạt viêm hỏa, trừng phạt huyết tế hoặc là các loại đảo đường cổ động, đảo đường ẩn thân mà không hề ảnh hưởng đến tiến độ kỹ năng. Tức là anh em hoàn toàn có thể đổi giày thoải mái, chỉ tốn tiền mua giày thôi anh em. Cái thứ hai, giờ đây này, người chơi có thể quan sát được lượng vàng và kinh nghiệm mình nhận được đến từ các đôi giày đảo đường thông qua việc ấn và giữ vào icon búp trong khi đang chơi. Điều này khiến cho người chơi có nhiều thông tin và biết được chính xác hơn cái lượng vàng cũng như là XP mình đang được nhận. Cái thứ ba này, khi có nhiều người chơi cùng lên giày đảo đường trong một trận đấu thì hệ thống sẽ được sửa lại và tính cụ thể là như sau. Lấy ví dụ nhá, là nếu có x người chơi cùng lên giày đảo đường, x ở đây có thể là 2, 3, 4 hoặc 5. Đó, thì Mỡ đặt ở đây là x. Nếu có x người chơi lên giày đảo đường trong một trận đấu của một team ý, thì trong số họ, người chơi có lượng vàng thấp nhất team sẽ nhận được toàn bộ XP và vàng đến từ giày đảo đường. Những người còn lại lên giày đảo đường không nhận được một chút nào cả. Nếu người chơi có ít vàng nhất team mà lại không lên giày đảo đường ý, thì toàn bộ x người chơi mà đã lên đồ đảo đường trong team sẽ nhận được vàng theo tỷ lệ 4 chia cho x. Anh em hiểu không ạ? Ví dụ là team có 5 thằng đúng không? Cái thằng có lượng vàng thấp nhất team mà lại không lên, trong khi 4 ông còn lại lại lên giày đảo đường, thì anh em cứ lấy 4 chia cho 4 thì sẽ ra cái lượng vàng mà 4 ông còn lại sẽ nhận được. Tức là vàng nó sẽ cực kỳ thấp luôn anh em ạ. Và còn một cái thông tin nữa này, đó là nếu như có 2 người chơi cùng ít vàng nhất trong một thời điểm ạ, thì họ sẽ không nhận được bất kỳ một cái lợi tức nào đến từ cái giày đảo đường này cả. Nói cách khác ý, là meta bây giờ Moonton khuyến khích và Moonton yêu cầu chỉ có một người trong team lên giày đảo đường mà thôi. Và cuối cùng ý, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái thay đổi liên quan đến fix lỗi trong game anh em nhé. Cụ thể này, sửa lỗi tối ưu hóa định hướng chiêu dành cho Paquito. Nếu Paquito đã kéo chiêu của mình trước khi anh ta được cường hóa bộ kỹ năng đến từ nội tại thì cái hành động kéo chiêu này nó sẽ không bị cancel, nó sẽ không bị reset bởi nội tại nữa. Đây là một cái lỗi khá là phổ biến cho anh em nào chơi Paquito hay kéo chiêu trước. Mỡ cũng hay là như vậy luôn anh em ạ. Và nếu như mà lỗi này được sửa thì Paquito sẽ còn bá hơn nhiều. Tức là cái việc sửa lỗi này sẽ giúp cho Paquito được tăng sức mạnh lên đây anh em ạ. Nó sẽ dễ dàng điều khiển hơn, dễ thao tác hơn. Và cuối cùng ở đây đó là tối ưu hóa hiển thị của YV. Tăng nhẹ tầm nhìn chiêu cuối của YV để khiến cho chiêu cuối của cô ta không bị hủy chiêu đi quá dễ dàng, dẫn đến việc gọi là YV mất hẳn chiêu cuối. Anh em nào mà xem cái video clip về YV cách đây vài hôm Mỡ có đăng là anh em có thấy là trong trận đấu đấy Mỡ đã vô tình hủy luôn chiêu cuối của con YV này 2 lần một cách đầy gọi là vô ý, bởi vì kiểu Mỡ kéo chiêu cuối xong ấn phát là ấn luôn vào cancel, hủy chiêu cuối đi còn đâu. Đó, và trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà Mỡ có tổng hợp được ở trong máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends. Những cái thay đổi và những cái nâng cấp cũng như là những cái chỉnh sửa chi tiết về những cái đôi giày đi rừng, những cái đôi giày đảo đường. Và nếu như mà anh em xem video clip này không hiểu, hãy quay trở lại xem video clip trước đây Mỡ có làm chi tiết hơn. Và sau đó hãng xem cái video clip này thì anh em sẽ có tầm nhìn nó chi tiết và cụ thể hơn nha. Và nếu như mà ở trong cái video clip này anh em có cái chỗ nào chưa hiểu, đừng quên để lại comment bây giờ video clip này. Mỡ sẽ đọc và Mỡ sẽ có phản hồi chi tiết cho anh em. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nhé. Bye!